Xin chào tất cả các bạn, mình là Học. Hôm nay Học sẽ hướng dẫn các bạn cách tỉa cá từ quả bí ngô nhé, bí đỏ này các bạn nhé. Thì để thực hiện được một cái tác phẩm tỉa cá này thì chúng ta cần những gì? Đó là nguyên liệu chính của ta là một quả bí. Cái thứ hai chúng ta cần dùng đó là một con dao pha khối nhé. Cái thứ ba chúng ta cần dùng là một con dao tỉa. Mắt thú ạ. Đây sử dụng mắt thú nhé. Và một chút keo 502 này các bạn. Và giấy ráp. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào từng phần cụ thể cho các bạn có thể hình dung là cách tỉa một con cá như thế nào nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ pha khối nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi. Đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ phần giữa này. Đây được bỏ phần giữa này. Chúng ta kết nối với nhau nhé. Kết nối lại với nhau để tạo ra một cái điểm to và dài nhé. Ok. Sau khi chúng ta ghép nối như thế này rồi, chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Và chúng ta pha khối. Tiếp theo tiếp nhé. Chúng ta pha khối cái miếng còn những này ra. Và chúng ta sẽ bo lại một chút nữa nhé các bạn. Chúng ta sẽ bo lại một chút nữa. Sau khi bo như này rồi, chúng ta sẽ tạo phần hàm trên cho con cá. Bo hai cái mặt nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần này. Phần này ngô vào trong. Này một phần dưới đó. Bạn nhìn thấy không? Rồi ta lại bo lại nhé các bạn đó. Chúng ta bo lại nhé. Sau khi bo lại như này rồi, chúng ta sẽ tạo phần tiếp theo là phần mang con cá nhé. Mang con cá các bạn. Đó, mình sẽ đi hết cái phần này đi. Đó, chậm rãi các bạn nhé. Sau khi tạo cái phần mang rồi, ta sẽ tạo cái phần mắt cho con cá. Mắt cho con cá các bạn. Đó, cho mắt con cá. Sau khi tạo được phần mắt cho con cá rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bo lại
chút xíu. Đó, chút xíu. Đó, chút xíu nhé. Sau khi bó lại như này rồi, chúng ta sẽ cho nó một đường như này. Kể nhạc, mọi người nhé. Đây, tôi sẽ thêm một phần này nữa. Để tôi kẹp. Tiếp theo. Tiếp theo là bó nó cho nó một chút xíu nữa. Đó. Bó nó lại một chút xíu. Đây. Từ đây xuống đây nhé các bạn. Đó. Sau khi đến đây rồi thì chúng ta sẽ cho nó. Sau khi đến phần này rồi, chúng ta sẽ đánh vẩy nhé các bạn. Đánh vẩy. Đánh vẩy nó. Đó, đánh vẩy nó nhé. Sau khi đánh vẩy nó rồi, chúng ta sẽ bo nó lại nhé các bạn. Bo nó. Đó. Bo hết đó. Cho nó cái đuôi ở đây. Đó. Cho nó cái đuôi nhé. Đuôi các bạn. Khi ta gắn cái phần đuôi này các bạn nhìn này, gắn cái phần đuôi nhé. Sau khi ok như này rồi, chúng ta sẽ bó nó lại, tiếp tục bó. Tiếp tục bó nó lại. Tiếp tục ta bo phần nhỏ hơn này. Phần nhỏ hơn này lại nha. Chuẩn bó. Bo nhỏ hơn này lại. Đó. Tiếp tục bo phần nhỏ hơn này lại nha. Cái này. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mặt thôi nhé. Sau khi bó đúng cái này lại rồi, chúng ta bó tiếp tục bó cái này lại. Các bạn thấy bó cái lại này, bó cái phần mặt lại luôn. Sau khi bó rồi, chúng ta sẽ phải đến phần tiếp theo là chúng ta đến phần đánh vẩy nhé. Vẩy này, thắng này, thắng này, thắng này, thắng này. Đó, tiếp theo thắng này, thắng thắng rồi. Đó, để thật thắng này. Tiếp theo là chúng ta đến cái phần đánh vẩy nhé các bạn. Đó, hít một. Ừ.
đánh vẩy nhé. Vẩy chút một. Đó. Vẩy nhé. Đó, đánh vẩy này. Ok. Cứ đan xen thôi. Cá đan xen thôi. Cái này thì để có đĩa thì cũng rất là cực kỳ sinh động các bạn. Đây. Xong phần này rồi, đến tiếp tục là phần tiếp theo là chúng ta sẽ làm vẩy nó nhé. Sẽ tạo cái phần vẩy cho nó nhé. Phần vẩy này. Đó, phần vẩy nhé. Làm gì nào? Đó, phần vẩy. Đây, mình đang làm sấy nhé. Phần vẩy rồi. Tiếp tục vào vẩy bụng nó là xong. Mình làm một mặt thôi các bạn nhé. Okay. Cá nha các bạn. Thì mình đã hướng dẫn các bạn làm một con cá hoàn chỉnh nhé. Đây là mình làm một mặt thôi. Thì các bạn nhìn kỹ. Đó. Cá này. Mình đã hướng dẫn cho các bạn. Thì một con cá từ củ bí đỏ nhé. Thì các bạn theo dõi thì hãy đăng ký kênh và cho mình bình luận để góp ý mình có thể hoàn thiện hơn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin cảm ơn các bạn.